Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Trung Hòa, cầu giấy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch và có văn bản gửi Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu giấy về việc tiếp nhận hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ tại ngõ 43 Trung Kính làm 14 người thiệt mạng. Cụ thể Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Hòa đã thống nhất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường việc tiếp nhận của các tổ chức cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ và chia sẻ trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên. Trong đó sẽ tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa có địa chỉ tại số 213 đường Nguyễn Ngọc Vũ. Theo đó, việc hỗ trợ được thực hiện với các hình thức sau: tổ chức phân công trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, tiếp nhận thông qua số tài khoản, tên chủ tài khoản, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Hòa, số tài khoản 1400206037136, ngân hàng Agribank, nội dung chuyển khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Trung Hòa mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Liên quan đến vụ cháy ở phố Trung Kính, Hà Nội vừa qua, nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, chị HTN ở xã Đồng Thắng, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đau xót viết dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh, anh nghỉ nhé chồng yêu mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa, vết mổ chưa kịp lành, chị N đã xin xuất viện sớm để chịu tăng chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc Tân, 37 tuổi, chồng chị N xin nghỉ phép từ Hà Nội về đưa vợ tới bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn mổ ruột thừa. Sáng 23 tháng 5, anh Tân gửi gắm vợ cho người thân chăm sóc rồi tất bật quay trở lại thành phố tiếp tục công việc. Chị N không ngờ rằng sau lời chào tạm biệt hôm đó, chị và chồng mãi mãi xa nhau. Dạng sáng ngày 24 tháng 5, ngọn lửa hung ác trôn vùi cuộc đời, hoài bão và cả gánh nặng còn giang dở của anh Tân cùng 13 người hàng xóm trong căn nhà ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Lãnh đạo xã Đồng Thắng nói, gia đình anh Tân hoàn cảnh làm thuần nông, bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trường. Người vợ vừa trải qua cuộc phẫu thuật, giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn. Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh Tân phải sống xa nhau. Anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm, còn vợ anh công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Cạn cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh bà xe đầu khó có thai. Bạn năm trước, anh chị hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh Tân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Mỗi cuối tuần, người đàn ông 37 tuổi bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình. Em gái anh Tân đã kết hôn, sống tại Bắc Cạn. Cả gia đình chỉ có một mình anh ở Hà Nội mưu sinh. Không ai rõ anh thuê trọ ở đâu, chỉ biết ở quận Cầu Giấy. Chị Đê, người em họ của anh Tân kể lại trong nước mắt. Anh bảo thuê phòng trọ tốt, phù hợp điều kiện hoàn cảnh bản thân, nên không ai hỏi thăm nhà trọ đó kết cấu, xây dựng thế nào. Sáng 24 tháng 5, người thân ở Bắc Cạn đọc thông tin về vụ cháy. Họ gọi liên tục vào số điện thoại của anh Tân, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân nhờ chị đề đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội tìm kiếm. Hy vọng anh Tân vẫn còn sống. Chị đề nhờ đồng nghiệp ở bệnh viện giao thông vận tải tìm danh sách những nạn nhân đang cấp cứu tim chị run lên mỗi khi nghe thấy cái tên xa lạ. Tiếp tục liên hệ đến bệnh viện 198, xác nhận anh Tân là một trong những nạn nhân được chuyển về đây. Chị Đê bàng hoàng, không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh. Khi công an đưa ảnh anh Tân, chị đề nhận ra ngay, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí. Chị đã thay mặt gia đình lo mọi thủ tục, thuê xe, đón anh về Bắc Cạn. Ngày 24 tháng 5, họ hàng đã thay nhau dựng dạp, chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố. Thi thể anh Tân được đưa về thôn Nà Văn, Xã Đồng Thắng vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1 km, băng qua một cánh đồng. Cả thôn làng đã đứng chờ sẵn đầu đường, lặng lẽ đón anh về nhà. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng cũng xuống thăm hỏi, động viên gia đình, chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình chuẩn bị hậu sự. Mới đây, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân quận có quyết định khen thưởng đột xuất nhóm người có thành tích trong công tác cứu hộ cứu nạn, vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính. Bốn người hùng được khen thưởng gồm anh Phạm Quốc Luật, quê Hà Tĩnh, anh Nguyễn Kim Long, Hà Nội, anh Hoàng Anh Tuấn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và anh Đồng Văn Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Anh Đồng Văn Tuấn, 21 tuổi cho biết, cảm thấy vui và tự hào về bản thân vì anh đã góp sức cùng ba thanh niên khác cứu người mắc kẹt khỏi đám cháy. Anh Tuấn nói, đến bây giờ, giấc ngủ của tôi chưa thể trọn vẹn do quá ám ảnh sự việc, tôi cũng chưa thể đi làm trở lại. Được nhiều người gọi với danh xưng người hùng, anh Tuấn nói, tôi không phải người hùng, ở hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm vậy, bởi quan trọng nhất là cứu người. Ngôi nhà tại số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 trung kính, bốc cháy dữ dội vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tôm, bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55 mét vuông được bố trí để xe máy, xe đạp điện. Tại thời điểm trên, anh Phan Quốc Luật làm nghề nhôm kính vừa kết thúc ca làm thêm chạy xe công nghệ. Khi về phòng trọ, anh nghe tiếng nổ lớn liền nhìn qua cửa sổ thì phát hiện đám cháy. Ngay lập tức, anh Luật gọi vợ đi cứu giúp, nhìn lên thấy có người giơ tay vẫy ở cửa sổ tầng 2 ngôi nhà 2 tầng anh Luật hô hoán có người ở tầng 2 tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long, con trai chủ nhà nơi anh Luật thuê trọ, lập tức lấy thang búa để hỗ trợ anh Luật. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn và Hoàng Văn Tuấn cùng trèo lên bức tường, sau đó hai người cùng kéo thang lên gờ của bức tường để tiếp tục trèo thang tiếp lên cửa sổ tầng 2 nơi có người đang ở trong phòng. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người. Chiếc thang tre hơi ngắn, anh Tuấn dáng người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường không được mạnh. Lúc này các anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho anh Hoàng Văn Tuấn để anh Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ, trèo thêm lên và bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Sau một hồi dùng búa tạ để đập, anh Đồng Văn Tuấn xuống để anh Phan Quốc Luật trèo lên, tiếp tục đập cho đến khi thùng bức tường, đủ để người chui ra ngoài. Ngay sau khi đập thùng tường, anh Hoàng Văn Tuấn cùng lên để đỡ từng người trong phòng chui ra ngoài. Lần lượt là cậu con trai nhỏ, tiếp đến là hai mẹ con chị Thư và cuối cùng là bố chị Thư mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Cùng thời điểm đó, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước trong vụ cháy kinh hoàng này. Tối 26 tháng 5, anh TL, người thân của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, thuộc phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy Trung úy Tùng bị mất tích cách đây 2 ngày trong khi làm nhiệm vụ. Tình trạng lúc tìm thấy Trung úy Tùng đã tử vong. Anh TL thông tin Vị trí phát hiện Trung ý Nguyễn Thanh Tùng là ở giữa sông Hồng, đoạn cách cầu Thăng Long khoảng 300 mét, hướng về phía Thượng Lưu. Anh TL nói, sau khi phát hiện anh Tùng, chúng tôi đã liên hệ với lực lượng chức năng để khám nghiệm tử thi. Hiện anh Tùng đang được bảo quản tại nhà tăng lễ Bệnh viện 108 để gia đình chuẩn bị hậu sự. Sự việc cũng đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 5, Trung úy Nguyễn Thanh Tùng điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, rồi mất liên lạc. Khoảng một tiếng sau đó, đồng đội của Trung úy Nguyễn Thanh Tùng phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị cùng gia đình đã nỗ lực tìm kiếm trên sông Hồng hai ngày qua.